Chào mừng nhau đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ test thử coi cái nhiệt độ của keo pate này nó có chịu đựng tới 150 độ C không nha. Thì bây giờ mình test như thế sao? Mình sẽ dán một cái lõm ở giữa này nè. Ha, keo mình dán trong đây. 24 giờ sau nó khô, mình sẽ nung nóng lên cho đến 150 độ C. Xem nó có rớt không. Cái cục này mày bèo nó cũng phải là hơn nửa ký nha. Cục gạch đó mấy anh. Đó thì nó phương thức như vậy đi anh em ha. Thì giờ dán gạch nè. Đó. Thì anh em để ý nha. Ở đây mình sẽ dán ở giữa nè, ở tâm ở giữa nè. Đó, thì sau này mình sẽ nung ở giữa đó. À, nung nóng lên. Đo thử nhiệt độ coi nó là bao nhiêu. Ok ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ dán cho anh em coi. Ok, cục như thôi mấy anh. Đó. Giờ mình dùng cái loại keo trong nè. Hôm qua giờ mình đã dùng cái keo trắng với đen rồi. Giờ mình dùng cái keo trong ha. Rồi. Đó, thì với cái lớp keo như thế này thôi nè. Thấy không? Ok chưa? Rồi mình sẽ dán vô. Dán đây đi. Nè em ha. Đó. Rồi dán đưa vô một cái nha, dịnh cái cho nó ăn vô anh em ơi. Rồi. Đưa qua đưa lại ha. Đó, thì con lõm này thôi nè. Ok ha. Rồi một lõm ấy thôi. Thì bây giờ là nè anh em. Đó, bây giờ là 12 giờ 48 phút à. Ngày 14 tháng 11 nè. Nha. 14 tháng 11 thì ngày mai tầm giờ này mình ra mình có thể sớm hơn. Mình sẽ nung nóng cái này. Ha, mình sẽ dựng đứng lên, dựng cái tấm này đứng lên, nung nóng. Coi nó đạt được nhiệt độ bao nhiêu nó rớt cái keo ra. Ok chưa? Rồi thôi thử như đi ha. Để anh em biết coi cái nhiệt độ keo này nó có chịu lên tới 150 độ C không. Nha, keo này của pate này ha. Giá đang khuyến mãi đó mấy anh, 65.000 tiếp. Nha. Rồi. Đó, giờ mình để sát rồi đó nha. Để sát rồi đó. Giờ chỉ có thời gian cho nó khô thôi. Ok ha. Rồi mình bỏ đi, mai mình quay lại nha. Rồi, tiếp anh em ơi. Thì sao hôm bây giờ là đây 15 tháng 11 ha. Rồi 12 giờ 34 phút. À, nó khoảng 24 giờ đó. Keo đã cứng rồi. Nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái máy khò. Mình khò vô cái điểm này. Nha, rồi mình dùng cái đầu đo nhiệt độ nè. Mình đo vô coi nó là bao nhiêu độ. Ha, à, bây giờ đang là 34 phẩy mấy độ nè anh em thấy không? Mình quất lên một khoát cho nó lên cả 150 độ C coi nó rớt cái này xuống không? Rớt cái miếng keo này xuống không nha. Rồi ok chưa? Vậy mình thử vậy là uy tín luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ để khò cho nóng nha. Đây máy khò đây báo lên độ rồi mấy anh. Thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ khò cho nóng. Và mình sẽ bấm nhiệt độ. Ha, để cho anh em coi khi mà nhiệt độ đạt mức độ đó thì nó sẽ là... anh em thấy không? Bây giờ 53, 50 độ C nè, 54, 55 thấy không? Nó lên lẹ lắm. 58 mà. Rồi, khò chút xíu đi mấy anh. Từ từ. 150 độ luôn mà. Ồ, 150 độ là dữ lắm, biết có gạch men chịu nổi không? Hay là nó bị nứt men luôn á mấy anh. Mình chỉ sợ là nứt men thôi. Nha. À, lên 63 độ rồi nè. Ok ha. Mất thời gian xíu nha, anh em theo dõi. Khi mà đạt độ nóng là đủ độ nóng rồi đó, là nó lên lẹ lắm. Mới đầu còn nguội. À, anh em lên 78 độ rồi nè.
đây, bảy mấy độ nha. Bảy bảy độ, 75 độ. Nóng dữ lắm à nha. Trời ơi mấy cái kho này nóng dữ lắm. Rồi lên 96 độ rồi mấy anh. 97 độ thấy không? Đó mình sẽ để cho anh em coi cái nhiệt độ nó lên 100 rồi nè. Keo mà rất ịt xuống cái là biết đồ giỏm liền á. Mà hãng chắc nó test rồi mấy anh ơi. Giờ mình làm lại thôi. Làm lại có cái dữ liệu để mình quay video cho anh em coi thôi. À. Rồi thử 100 độ coi lung lơ lung lay không đây. Đó, 100 độ nó cũng có lung lơ lung lay nè. Nha. Lung lay thôi nhưng mà nó chưa có rớt đâu. Dù trong cái điều kiện mà mình đi dán đi với anh thì nó chỉ lung lay thôi. À, thì khi mà nó nhiệt độ nó xuống thì nó sẽ dính lại. Ok không? À. Chứ nó là một dạng keo thì khi mà nhiệt độ đạt nhiệt độ nào đó thì nó cũng phải có độ đàn hồi. Bản thân cái keo này thì khi mà dán thì nó cũng có độ đàn hồi mấy anh. À, chứ nó không phải là chết như cây gắn sắt nha, nó có độ đàn hồi. Trăm lẻ bốn, trăm lẻ năm. Hơi bị mỏi tay. Cái khò này báo 200 độ nè mấy anh. 200 độ C nè. Đây 200 độ thấy chưa? Đang để chế độ 200 độ. Tốc độ quạt. Tốc độ quạt maximum. À, chỉnh độ luôn. Oh, trời ơi để 200 độ chi nó cực. Quất lên cái cho tốc độ cao mấy anh ơi. À, chi mệt nè, chỉnh lên tới cao nhất luôn đi, 500 quất tới 600 độ C luôn nè, 603 là maximum luôn, 603 độ C. À. Rồi lên 203, lên từ từ mấy anh nha. Ví dụ máy chỉnh đôi độ này nó hay lắm, anh em chỉnh nhưng mà nó lên từ từ chứ nó không có lên một cái vèo liền đâu. Bây giờ lên là 260 thấy chưa, đủ nhiệt độ 207 nè. Đây nè, cái đồng hồ nó lên. Rồi mình đo trong đây lên nữa nha. Ồ, nó lên tới 150 mấy độ C mấy anh. Ồ, lên đấy, lên dữ quá trời. Nè, 130 mấy độ, anh em đây nè nè. Keo còn dính nè. Anh em để nè, mình đưa vô nè. Đó, lên 160, 172 độ C luôn rồi. Chưa rớt. Đó, 160 mấy độ C rồi mấy anh. Đây 153 bỏ ra là nó hạ xuống liền thấy không, đưa vô nè, đưa vô lên nó tầm 160 độ C nè, 162 để sát vô coi. Đây, nó lên thấy 190 mấy độ luôn rồi, 190 mấy độ luôn. Mình tháo ra nè, mình lấy ra thì nó hạ xuống nè anh em, 150 độ C nè. Anh em thấy không nè. Đó, mình sẽ đưa vô. Mình cho nó nóng lên ha, rồi mình sẽ tháo anh em coi lên 160 mấy độ C liền. Đó, 150 mấy nè, keo vẫn còn dính nha. Có độ đồng hồ không đây. Ok, nó vẫn còn dính rồi mấy anh. Nha, nói chung là nó có cái độ dẻo thôi. Nha. À, bây giờ mình sẽ cho lên tầm 200 độ, coi nó rớt không. Trọng lượng cái miếng này là tầm khoảng nửa ký nha. Bây giờ là 190 độ, 196 nè. Thì 108 mấy. Đó, anh thấy nóng rồi chưa? 170 mấy độ nè. Ồ, chỉnh cái máy khò lên một phát nó lên vèo liền. Anh em nhìn cái đồng hồ mình lên độ rồi nha. Đó, 172, 170. Vẫn còn độ bám tốt mấy anh. 175 hạ từ từ xuống nè, lên nè,
178. Ngon lành ha. Đó. Chữ tạc. Này thấy không? Này. 180, 190 nè, 200. Bây giờ mình sẽ lấy máy khò ra nè, lấy máy khò ra nè, là còn 190 thấy chưa? Hạ xuống liền. 167 đưa máy khò vô nè. Đưa máy khò vô là nó lên tới. Đó. Sao mà anh em để thấy được cái mình chỗ mình đừng đo ta. À đây nè, thấy không? Đó, 170 độ C ha, ok nha. Lấy máy khò ra nè. 168 đưa vô. Thì cái này cái bề mặt nó sẽ mình sẽ cho nó lên tầm mạnh mạnh lên mấy anh. Thì khi mở cái bề mặt này nó sẽ có thể là nó bên trong nó sẽ tới 204 độ C bên bề mặt nè. 200 mình để sát vô cho mau nóng nè mấy anh. 228, 232. Chưa rớt luôn. Gạch này cái độ dày của nó là 10, trước 10 thì 10 không ta? Không tới 10 đâu. Đó mình cho lên tới 230 mấy độ. Lấy ra nè, hãy cho 200 độ C nè. Đó, mà nếu anh em làm điều kiện gạch đó là gì tới 200 mấy độ C dữ vậy? Ok chưa? Ủa nóng dữ ta. Giờ mình sẽ cho nó khò nóng ơi là nóng coi nó rớt không. Mình để sát luôn. Hiện tại đây nó báo anh em nó đang khò ra là 630 độ C thấy không? Đó nè, đây nó báo là 630 độ C là cái maximum của máy khò. Để sát vô. 242 độ. Lấy ra. Đó 200 độ nè, lấy ra là nó hạ liền. Đây nó phà vô mấy anh, nó phà vô trên cái bề mặt á. Mình sẽ lấy cái máy khò ra để cho anh em coi nó phà bề mặt. Nè anh em thấy không, 230 mấy độ nè. Chứ không phải là khò vô cái đầu máy khò nha. Lấy ra nè, giờ nó vẫn là 200 mấy độ nè. Đó, rớt xuống liền 200 mấy độ nè, lấy khai ra thấy không? Nóng dữ lắm. Này thì nó còn dính đúng không anh? Ô cứng luôn, đã ra trời nóng cứng luôn mấy anh nè. Nó vẫn cái dụ như cái bề ngang mình xoay xoay đi nó vẫn còn đưa qua lại phải không, nhưng mà anh em lỡ lấy ra nó cứng lắm. Đây nè, giờ anh em lấy ra được không? Ok đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho bề mặt này lên tầm bây giờ cho bề mặt lên 300 độ đi, ok chưa? À, bề mặt lên 300 độ, nó bên trong nó như thế nào? 300 độ không ăn thua gì, anh em ơi, mình nghĩ nó không ăn thua gì. Cái này mà nó còn không mấy đây. Rồi bây giờ mình cho nó lên là 300 độ ha, mình thò sát luôn nè. Anh thấy không, hai cái đèn đỏ là cái điểm mình cần chiếu, còn bên là cái máy khò. 245 độ nè. Đó, qua đây. Đó, nghiêng cho anh em dễ thấy. Đó. Để sát vô cho mau lên. Lên 300 chưa? 270, 275. 281. À. 284. Đây 296. Đây 97. Chưa được 300 nữa. Rồi 300 rồi nè, 300 độ rồi. Rồi lấy máy khò ra nha. Lấy máy khò ra. Ok, nó hạ từ từ xuống nha anh em, vẫn không rớt nha, nóng dữ lắm nè, vẫn còn cứng quá anh. Bây giờ thôi test gì được rồi, nãy là thử coi. Cứng dữ ta, nóng dữ lắm. Bình thường với điều kiện nắng như thế này thì anh em ví dụ nắng vô đến đâu
cứng lắm nha mấy anh. Đây. Đây nè, thấy chưa? Đây nè, rất cứng luôn nãy nha. Bóp ra nè, đẩy ra nè, xay mới được nè. Còn mình nhấc lên xuống là không ăn thua. Đó. Ờ, nó vẫn còn dính nè. Ok ha. Khi mà nhiệt độ nó xuống rồi thì cái lớp keo này nè, mình gỡ lên coi nè, có lớp keo thấy chưa? Đó. Mà nó không có rớt. Ok chưa? Không có rớt luôn. Má ơi đứt tay. Nó bén lắm mấy anh. À còn 100 độ. Rồi ok, anh em chào xíu, đứt tay rồi. Rồi tiếp anh em ơi. Quấn cái tay vô cái. Lấy thằng dây quấn đỡ đi. Rồi ok nha. Đây, u má ơi nó. Chịu nổi. Đó, là keo nè. Nha. Cứng cực kỳ luôn. Rồi thử vậy cho anh em coi rồi biết rồi ha. Không lắm. Đây. Dán chỉ có hai cái đớp keo thôi nè mấy anh. Đó, thì bây giờ mình sẽ ấp ấn nó lại. Ấn nó lại như cũ. Rồi. Ấn nó xuống. Ok chưa? Dạ. Đó, ấn nó xuống. Rồi. Đó. Ok, không, mình tháo ra là nó mà lột ra là nó đã mất cái liên kết rồi. Ok ha. Giờ nóng quá. Rồi thôi được rồi mấy anh nha. Để mình biết được là cái keo nó đạt được cái nhiệt độ như vậy nhưng mà nó vẫn còn bám tốt. Nha, bám tốt mà đâu có ai mà đi mà nóng dữ gì đâu mấy anh ha. Nhiệt độ ví dụ như ngoài trời đi vài chục độ thôi. Nha, cái này thì mình có thể ứng dụng trong môi trường nhiệt độ cao được. Mình khò như vậy mà nó không rớt luôn. Nếu bình thường keo bình thường mình khò là nó chảy anh em không? Nó chảy là nó bị rớt xuống. Còn này thì nó sẽ không có bị rớt ha, nó sẽ nằm như vậy. Rồi ok nha, anh em nào mua thì ủng hộ nha mấy anh. 65.000 tiếp thôi. Rồi sau khi test thì anh em thấy cái hiệu quả rồi ha. Đây là cái dòng keo T5000 của Ba Tê nha, sản xuất tại Hàn Quốc với Korea. Đó. Dòng là silicon chuyên dụng dùng cho điều kiện khắc nghiệt đó anh. Nó sẽ có 3 màu, màu trắng sữa, màu đen và cái màu trong. Hồi nãy mình thử anh em là màu trong đó nha. Hiện tại bây giờ giá thì đang đồng giá là 65.000 tiếp. Hết chương trình khuyến mãi thì có thể điều chỉnh chút xíu nha mấy anh. Màu trong nó sẽ mắc hơn. À, tại vì đây là hàng keo mới nên mà để giá khuyến mãi. Đó, thì anh em đang có nhu cầu thì liên hệ ha. 65.000 một tiếp nha. Chuyên dụng, dán gỗ được nè, dán sắt nè, dán gạch nè. Rồi, đây nè mấy anh. Dán gỗ nè, sắt nè, gạch nè, đá nè, kính nè, nhựa nè, gốm sứ nè. Nó quá trời, hôm nay có tiếng Việt đây anh em coi nè ha. Đó, thời gian keo nó chết tầm 24 giờ. Ok, anh em còn mua liên hệ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.